Thời gian qua, công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Long An từng bước có sự phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ số. Hiện trên địa bàn tỉnh có 447 doanh nghiệp công nghệ thông tin đang hoạt động, gồm doanh nghiệp sản xuất phần cứng, điện tử, sản xuất phần mềm, sản xuất nội dung số, doanh nghiệp cung cấp và phân phối các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin, doanh nghiệp hoạt động viễn thông. Tổng số lao động trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin khoảng 4.700 người, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số tại địa phương. Đặc biệt, năm 2021, tỉnh trao quyết định thành lập khu công nghiệp Nam Tân Tập và giấy chứng nhận đầu tư cho 10 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là khu vực đã được định hướng sẽ bố trí các loại hình công nghiệp ít ô nhiễm, trong đó có nhóm ngành điện tử viễn thông. Mặc dù vậy, nhưng hoạt động thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ số hàng đầu vào hoạt động, đầu tư tại tỉnh còn hạn chế, chưa hình thành được khu kinh tế công nghệ cao hoặc khu công nghệ thông tin tập trung tại tỉnh. Đồng thời, cũng chưa có chính sách ưu đãi đối với các hoạt động về nghiên cứu, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.